cốc đi rồi mày. Rồi lại nính không? Rồi lại nính đi em. Kiểu gì ta? Người ơi mau về đây. Về đây ơi người mau về đây. Về đây đi nhé, mau về đây. Nói chung là quay về. Thì đứng đi. Thấy anh lấy gì không? Anh còn nói vậy sao anh ngọt miệng không? Cái không có đọc gì. Giờ các bạn hát hai bài biết xong, có hai bài band xong rồi mới các hai bài biết. Bạn giới thiệu bạn ngân ra. Ok. Ủa? Thì cho em ngồi em cho anh đứng gì? Ai biết? Thôi dần đầu rồi. Ủa coi chừng nha mấy con ơi. Mấy con đứng rồi đứng xuống coi chừng nha. Sổ cái đầu nè. Thôi ngồi trên giữa chắc sao. Rồi em đi kiếm chỗ khác chạy khối. Mà không có đồ khui. Ê, mày làm gì? Chị đi ra bút rồi. Chị đi ra bút rồi. Nếu mà chuyển qua thì cô giới thiệu cho mình nói luôn. Cô em út của đại gia đình, nữ ca sĩ Thiên Ngân.
Ôi, cho Thiên Ngân một tràng pháo tay được không ạ? Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Và lời nói đầu tiên, con là Thiên Ngân xin gửi lời chào trân trọng và chúc quý vị có một buổi tối nghe nhạc thật là vui vẻ, hạnh phúc và thật là nhiều niềm vui ạ. Và bài hát đầu tiên xin cho phép em với Thiên Ngân gửi đến một người mình thay đổi không khí một tí xíu. Một bài hát khá là sôi động, một cái khúc nhạc nhạc nước ngoài lời Việt. Bài hát được mang tên là Nghi Ngờ, mọi người cùng lắng nghe. Mọi người cho Thiên Ngân một tràng pháo tay lớn lên được không ạ? Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ quý vị có rời tới luôn nha, được không ạ? Tới luôn nha. Và ngày hôm nay thì thời tiết Sài Gòn rất là nóng và chỉ hy vọng là mọi người sẽ đốt cháy cái sân khấu ngày hôm nay theo đúng nghĩa có được không ạ? Chúng ta cùng sôi động lên để mà cho cái không khí của ngày hôm nay mình còn nóng bỏng hơn nữa. Được không mọi người? Mọi người bỏ tay thêm nhạc được không ạ? Dạ, và nãy giờ thì cũng sôi động với hai ca khúc rất là dễ thương rồi. Thì bây giờ đến với một ca khúc đang cũng rất là được nhiều quý vị yêu thương. Ca khúc được sáng tác bởi... Con xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, một ca khúc được sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Ca khúc được mang tên Yêu Cô Gái Bạc Liêu. Là của ca nhạc sĩ Tú Nhi, ca khúc mang tên Đoạn Tới Bút. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Anh Nhân ơi, có thể nào cho em nhạc lớn một tiếng không? Cảm ơn anh ạ. Đây được không ạ? Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay lúc này thì cho phép Dương Huyền xin được trao tặng quý vị một ca khúc đầu tiên mà ngày hôm nay Dương Huyền muốn dành tặng tới quý vị theo cái chủ đề Ngàn Năm Dẫn Đường. Một cảm xúc và thật nhiều niềm vui. Một ca khúc kế tiếp, một sáng tác mà đăng cho nhạc sĩ Mạnh Quỳnh, thầy của Dương Huyền viết với chủ đề Đời Con Gái, sẽ được trao tặng tới quý vị thân mến. MC Diễm Quỳnh, xin được cảm ơn sự góp mặt của Dương Huệ trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tiếng hát của em và cảm ơn những tràng vỗ tay quý vị ạ. Kính thưa quý vị, từ đầu chương trình quan trọng nhất ạ. Và sau đây tôi bước đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với hai lúa, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi. Cảm ơn em. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn cô. Vừa rồi là một quay quẩy chút xíu với một ca khúc mang âm hưởng dân ca. Chắc là sau đây xin mời quý vị trở lại với một ca khúc Bolero, một sáng tác rất quen thuộc, rất nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng. Ca khúc được mang tên Trường Vàng Thiên Lý. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nha. Vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang, cũng là một trong những người nhà con, người cháu thân thương của gia đình chúng ta. Thế một trong những thật lớn dành tặng cho cháu Quỳnh Trang được không ạ thưa quý vị? Xin cảm ơn anh những tràng pháo tay và những tình cảm của tất cả quý vị. Vô đây hả? Sao thế? Trời ơi, cái gì đây? Đến cái tay ngoại con run luôn nè ngoại. Rồi gửi ý. Con cảm ơn ngoại, đây là quà sinh nhật hả ngoại? Thì được con. Dạ con cảm ơn ngoại nhiều. Vàng là cái này của con. Dạ, cái này là giấy vàng. Dạ, bạn có kẹt, bạn còn suy nghĩ được không? Dạ, con cảm ơn ngoại. Cảm ơn cô Nga. Dạ.
Birthday Trường Sang, ba cô Dự Hương, cô Dương Thủy, cô Tươi tặng. Con cảm ơn cô Y Chà Nhung. À, Huy ơi, Huy ơi, Huy cứu nhanh nào. Dạ. Cảm ơn cô Thủy, cảm ơn cô Thương, cô Tươi. Dạ rồi, con xin phép để đây nha. Rồi, dính áo hết trơn rồi. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ thì tiếp theo đây thì con xin phép được gửi quý vị một sáng tác rất là mới mà vừa được đăng tải. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.